Tiếp theo sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo lock và chèn lock vào trong bản vẽ. Thì để tạo lock, đầu tiên ta vẽ một cái hình nào đó. Giả sử ta vẽ một rectangle RC với kích thước là 500x200. Rồi ta dùng lệnh fillet, F enter. Fillet 4 góc là 30. R bán kính là 30, rồi bấm vô chữ polyline để nó bo bốn góc. Rồi tiếp theo ta dùng lệnh edit, bấm chữ E là enter. Điểm bắt đầu của trục đây 38 cho thẳng lại, điểm thứ hai của trục là mình nhập vô là 500. Rồi góc còn lại thì mình nhập vô là 200. Giả sử một cái bàn cầu đơn giản thôi ha. Rồi giả sử cái một cái logo RSC cũng vậy ha, lên đây gọi vô là 550x450, enter. Rồi tôi bo góc QS R50, chọn hai cạnh, enter vào lệnh chọn hai cạnh. Rồi ta dùng lệnh offset, offset vô là 50 luôn, cũng vậy QS lại ha, R 50. Rồi hai kính này không cùng nhau tại nó ha. Đây mình do mình thí dụ góc này. Circle. Đây là 25. Rồi mua vô 50. À, đại khái là gì? Đó là hai cái đối tượng vậy ha. Thì bằng câu này có offset vô là 50 luôn. Rồi copy cái circle này qua. Dính vô cái ellipse nó bị đứng. Rồi giờ ta có hai cái đối tượng vậy, một cái bàn cầu cái elbow chẳng hạn. Bây giờ ta tạo lock, bằng cách là bấm chữ b bò b ha, rồi enter thôi. Thì lúc này nó một hộp phải thoại là lock definition sẽ hiện ra. Thì để tạo lock ta cần ba mục, thứ nhất là name là đặt tên lock, thứ hai là this point điểm kèn của lock, thứ ba là select check là chọn đối tượng cần tạo lock. Thì ba cái yếu tố là quan trọng nhất, còn các cái mục còn lại thì không quan trọng lắm ha. Rồi đầu tiên đặt tên lock là bồn cầu. Rồi điểm chèn của lock, bit bond. Điểm chèn của lock thì có rất có lợi khi ta muốn đặt cái vị trí cái bồn cầu ở một cái vị trí mong muốn nào đó. Thường thì mình chọn điểm chèn ngay đây, lý do là khi mình chọn điểm chèn ngay đây á, khi mình chèn nó ra nó sẽ nằm vô cái cạnh tường. Còn nếu mình chọn điểm chèn ngay vị trí khác, khi mình chọn nó ra, mình chèn nó ra thì nó sẽ nằm không đúng vị trí mong muốn của mình ha. Nên chọn vị trí nào mà sát cạnh tường là vị trí này là hợp lý nhất. Midpoint. Rồi tiếp theo là Select Check là chọn đối tượng cần tạo lock. Mình bấm đây. Tạo. Rồi chọn hết bằng cầu, bấm Enter. Rồi thường như là xong, ok. Không cần quan tâm đến mục khác. Rồi đó là lock thứ nhất. Rồi lock thứ hai là labo vậy ha, bấm lại ha, bấm chữ B thì bỏ enter, sau đó đặt tên là labo. Rồi bitbond điểm chèn thì cũng như điểm chèn bằng cầu, nó muốn nằm sát tường, nó nằm ngay đây, nằm sát tường ngay trong điểm ở đây ha, bitbond. Rồi đầu kế tiếp là bấm vô nút vuông nè, select check, chọn nó tường làm lock, enter. Rồi mình sẽ giải thích các mục còn lại đây ha. Thì select check không nói rồi ha, select check thì không nói rồi. Phần annotate thì mình không học mà bỏ vào qua. Còn mình chọn một scale uniform thì có nghĩa là mình sẽ scale đồng dạng ha. Còn mình chọn một allow exploding là cho phép rã cái lock này ra thành từng đối tượng này rạc lại. Còn nếu mình không chọn nó đó thì sau này dùng lệnh explode đó, nó không phá vỡ nha. Rồi cái thứ nhì là chọn hệ đơn vị lock unit, đây mình chọn mm. Thực trước đó mình hồi nãy mình chọn hình đó, nó cũng hiểu là mm à, lý do mình vẽ cái hình lại mm ha. Rồi đó là ba mấy cái mục cần biết. Rồi, cái mục cần biết nữa là ba cái mục này. Nếu mình chọn mục retain thì khi mình tạo lock á thì những đối tượng ban đầu á nó giữ nguyên mà lock nó chỉ nằm trong nhớ thôi, còn mặc định nó là convert to lock thì khi mình tạo lock á, mấy cái đối tượng mình chọn nó sẽ biến thành lock luôn. Rồi thứ ba, bấm delete
À, nãy giờ mình bấm là công vào số lóc. À, ok. Rồi, bây giờ cái này mình chưa làm lóc nè, giờ mình làm lại ha, lóc. Rồi, mình bấm vô retain, retain ha. À, bấm delete cho đi, bấm delete ha. Ok, bitbond ha, điểm chèn ở đây. Rồi, select, check. Còn ở đây, enter. Thứ ba là mình đặt tên là Lavabo. Ok. À, thì sau khi mình tạo lock xong nó xóa đi mục tiêu. À, nhưng mà thực tế nó nằm trong bộ nhớ. Sau này mình dùng lại insert mình chèn ở đây vẫn được. Nha, ô lại. Rồi. Tâm lock lại, B, enter. Cũng đặt tên là Lavabo. Rồi cũng biết bond là điểm chèn. Nghe đây. Chọn đối tượng làm lock. Cũng là chọn phát bấm này, enter. Nếu mình chọn là retain, nó ok. À, thì nó giữ nguyên cái đối tượng ban đầu, nó không nào lock. Nhưng mà lúc này lock nó nằm trong bộ nhớ rồi. À, thì lúc đó mình dùng chèn là chèn ra thôi. Đó đó là ba chức năng của lock. Một cái là công vào lock luôn, khi mình tạo lock nó tự động công vào biến thành đối tượng lock. Một cái là xóa lock luôn, tạo xong xóa đối tượng này luôn. Cái thứ ba là giữ nguyên đối tượng cũ, không làm lock, mà làm trong bộ nhớ thôi. Rồi nếu làm lock xong thì để chèn được lock vào trong bản vẽ, ta dùng lệnh insert. Lệnh insert viết tắt là chữ y ngắn ha, bấm chữ y enter. Rồi khi bấm chữ enter thì một hộp hội thoại palette nó hiện ra giống vậy. Thì hồi nãy ta đã tạo hai lock là lock bồn cầu đó, Lavabo. Thì ở một tab đầu tiên là current login, nó sẽ hiện ra cái hai cái lock mà ta vừa tạo ha. Nhớ là hồi nãy cái này nè là nó giữ nguyên, không nó chưa đã tự lock, thì cái lock nãy mình nằm trong nhớ là chính là nằm trong cái thư mục này ha. Rồi mình có thể chèn cái lock này ra bằng cách là nắm chuột trái kéo thả ra thôi ha, kéo thả ra là xong, kéo thả ra xong, ok ha. Rồi cái tab đầu tiên. Rồi cái tab thứ nhì là rechain, có nghĩa là những cái lock mà mình đã thao tác gần đây nó sẽ hiện cho cái bảng này ha. Rồi cái thứ ba là forest, là những cái lock yêu thích nó sẽ nằm ở đây. Tuy nhiên cái mục này mình không sử dụng được, lý do là cái kết mình không có bản quyền. Rồi cái library cũng vậy, hai cái mục này mình cũng đều không sử dụng được do nó không bản quyền ha. Rồi mình quay lại cái mục current login. Ở đây có một option là cái tùy chọn của nó, bình thường thì nó sẽ thu nhỏ vậy. Nếu mình muốn sổ ra option bấm vô mũi tên nhỏ nhỏ góc dưới phải này, bấm sổ ra thì nó như sao. Thì đầu tiên là điểm insert bond và điểm chèn hay là mình không nói rồi. Rồi scale là phóng to thu nhỏ, giả sử mình đặt ở đây là 2, chục ít là 2 ha, enter. Thì khi đó mình kéo ra cái này thì nó sẽ giãn ra chục ít là 2, làm gấp 2 lần. Tương tự vậy, trở đây là 1, chục y, gõ lên là 2, thì khi mình kéo ra thì nó sẽ giãn chục y ra 2 lần. Ha. Còn chục z là 3 chiều thì mình không có sử dụng ha. Rồi, mình trở lại 1. Rồi, tiếp theo là uniform scale. Uniform scale á, thì là scale đồng dạng. Khi mình chọn uniform scale á, thì nó sẽ mất cái ít đi, nó chỉ còn 1 thôi. Giả sử mình muốn là scale gấp 2 lần, hoặc là phân nửa là 0.5. 0.5 là 0.5 á, nắm ra kéo ra thì cái label này sẽ nhỏ lại gấp 2 lần. Đó là uniform scale, scale đồng dạng ha. Đồng lại scale. Tiếp theo là góc xoay, angle. Giả sử mình đặt đây là 45 độ, 45 ha. Rồi mình nắm mình kéo ra thì nó sẽ nghiêng vào 45 độ. Rồi, trả về 0 luôn. Trả về 1 luôn ha. 1, trả về 1 luôn. Ok. Tiếp theo là previous layman, là previous layman có nghĩa là mình sẽ kéo ra liên tục luôn. Chọn previous layman ha. Rồi bấm này kéo ra. Không. Nó lặp lại liên tục cho mình á. Lặp lại liên tục ha. Lặp lại liên tục ha. Previous layman là vậy ha. Tiếp theo là slot, là phá vỡ ra sau khi insert ra. Giả sử mình chọn bàn cầu, chọn slot đó, chọn bàn cầu kéo ra, thì chúng mình chọn cho bàn cầu này ha, nó slot ra hết cho mình ha, phá vỡ ra hết. Rồi để coi lại slot, slot nè, bấm vô ha, slot rồi limit placement luôn, chọn hai cái thử nha, 1, 2, 3 đó, mình bấm vô một lần thôi nha, đừng nắm giữ chuột trái thì nó mới hiểu ha. Rồi làm lại nè, khi mình chọn hai mục này á thì mình đừng nhấn giữ chuột trái. Nếu mình nhấn giữ chuột trái á thì nó giữ là cái lock bình thường ha, nhấn giữ trái nè nó là lock bình thường. Còn nếu mà mình bấm một lần và buông ra thôi ha, bấm lần buông ra đó, thì lúc này nó mới là slot được cái này ha, là repeat layman là 1, là lặp lại
Slot đó là hai ha, giống như bàn cầu ha. Giờ mình bấm vô Repeat Lemon đi, bỏ cái đó đi ha, bấm vô vào Labo nè, bấm một cái này ha, 1, 2, 3, chứ đừng nhấn vô chuột trái, nhấn vô trái nó sẽ ra khác ha. Đó, nó Repeat lại. Đó là các chức năng của lệnh Insert. Ngoài ra ta có thể Insert từ bản vẽ ngoài ha, bản vẽ ngoài Insert ha. Insert bằng cách là bấm vô đây nè, cái nút này, bấm vô đây thì nó sẽ ra tới một thư mục cho mình. Giả sử mình ra thư mục là ổ E và Library Get ha. Chọn là Share chẳng hạn vậy, hay là Line, chọn Line đi, Open. Đó, nó sẽ chèn cái khi nó chèn vô nó hỏi nè, Insert Bond thì điểm chèn á, chứ là điểm chèn bắt vô góc vuông cong này luôn chẳng hạn vậy. Rồi nó hỏi là góc xoay thì đó, bấm Enter tiếp đó là xong. Thì thôi bấm Zoom Enter, A Enter để thấy tất cả ha. Rồi Zoom Enter, A Enter, Extend. Đó, không lớn lên. Đó, đây là cái là đèn ha. Nhìn nó giờ nó bị đổi màu khác mình không thấy rõ. Đích đôi cho mình sửa cái góc này. Ok. Rồi mình đổi màu nó. Không. Đây nó đang bị không này. Mình đổi là 3. À, bây giờ không nó đang màu đen luôn. Thành ra mình chưa đổi là giờ được rồi. Save lại. Đó. Tiền đèn ha, thì nó vô cái lóc đây, thì nó vô rất nhiều, đúng không? Lóc này, này nó tạo từng cái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, còn lóc 1 ha. Đó là chèn lóc bên ngoài. Rồi, vậy muốn tạo cái lóc bên bên ra bên ngoài thì sao? Mình làm như sao? Ha? Giờ mình kéo một cái bàn cầu ra, và kéo cái lavo ra. Rồi xin lóc đó, kéo ra đi ha. Rồi để tạo lock ra bên ngoài á, bản vẽ á, thì mình bấm chữ W ha, W Enter. Rồi nó sẽ là lệnh pry lock ha. Thì lệnh pry lock này, cái hội thoại này cũng nhìn giống hội thoại lock ha. Đầu tiên là điểm chèn bit bond, điểm chèn bit bond. Cái thứ hai là select check. Rồi chỉ cần điểm chèn select check thôi, còn bắt đầu object này mình đặt tên ở đây new lock nè, thì mình đặt tên, ví dụ mình để cho thư mục là đâu, mình bấm vô ba chấm này, dấu ba chấm mình chọn thư mục của mình là ổ e library get ha, ví dụ đặt vào đây đi ha, mình đặt tên là bồn cầu, rồi đấm save đó, nó thư mục này. Còn units mình chọn là millimeter rồi ha, điểm chèn snap check. Rồi, mình có thể convert to lock thì mình không cần, tại vì cái bản thân cái là lock là mình không cần convert nữa ha. Còn nếu mình chọn là anti-rowin thì nó sẽ là hết toàn bộ bản vẽ luôn ha, anti-rowin nè, nó sẽ hết toàn bộ vẽ luôn. Còn mình nếu chọn là block thì mình có thể chọn cái lock trong đây, cái lock mà mình đã tạo đây nè, nó là thành pry lock luôn. Ví dụ mình chọn cái labo, mình không chọn cái bàn cầu nữa, mình chọn cái labo chẳng hạn gì, labo nè ha. Chỗ này mình bấm nó nằm trong là labo cho nó win ha, bấm ok. Rồi sau đó mình bấm vào lúc này, này chèn lock này, thì lúc này á mình sẽ thấy là cái lock của mình á, nó sẽ tạo ra một cái file riêng nằm trong hộp library cat, nó có tên là lavabo ha, này lavabo ha. Đó, đó là cái cách tạo thư viện lock. Thì sau này mình cứ chép cái file này đi qua máy khác ha. Rồi ngoài ra thì mình có hiệu hiệu chỉnh lock, hiệu chỉnh lock bằng cách là click đo vô đây ha, click đo vô bấm ok thì nó vô cái môi trường lock để cho mình hiệu chỉnh. Nó có nền màu xám nè, close share, hoặc là mình có thể bấm lệnh be là block edit be ha. Rồi mình chọn cái đó, chọn cái labo ok, nó cũng vô môi trường lock. Thì mình sửa như sao, ví dụ mình phi lấy cái này bấm chữ f n r cho là 5 enter, chọn hai cạnh ha, lấy cái này, lấy cái này, lấy cái này, lấy cái này. Đó, bấm close save. Đó thì cái lock này thay đổi. Thì đặc điểm của lock là gì? Là nó rất có lợi, nó khác rất ở chỗ là khi mình sửa một cái lock nào đó thì tất cả các lock khác nó cập nhật theo. Giả sử mình có bốn cái bàn cầu ha. Mình nít đo bất kỳ vô một cái bàn cầu nào đó, mình sửa lock. Thay vì bấm lệnh B ha, nít đo vô bấm ok. Rồi, ví dụ mình đổi đây là màu vàng. Vàng đi ha. Rồi, đổi đây là màu xanh chẳng hạn vậy đó, ok, ví dụ vậy, đổi đây màu đỏ
đó, ví dụ vậy theo bấm close rồi bấm sell đó, nó sẽ thay đổi hết các hình cầu lại không. Thì điều này rất có lợi cho một công trình mà có những cái offset mà là lặp lại đó. Ví dụ như cửa đi nè, cửa sổ nè, những cái đó là những cái ký hiệu này lặp đi lặp lại đó. Thì mình sẽ làm bằng lock nó sẽ có lợi. Rồi nếu bạn không thích hội thoại vừa rồi á thì bạn có thể là chọn nó, bấm chuột phải chọn là edit lock in place, có nghĩa là hiệu chỉnh lock tại chỗ luôn, không cần hiện hội thoại giống nãy nó phức tạp. À, đây à, bấm hình cầu ok đó thì nó sẽ hiệu chỉnh tại chỗ bên luôn. Ví dụ mình đổi à, mình đổi là màu xanh dương đi ha. Rồi mình đổi này là màu đỏ đi à, rồi, ok. Sau đó đó, sau khi lock in line xong á thì mấy cái từ khác nó mất đi không, mà cái này nó khác mất đi không thì bấm vô đây chuột phải nè, bấm low re-edit session đó, low lại sell luôn ha, sell lock in line luôn, sell luôn ok đó. Thì hiện ra không, nó thay đổi cập nhật hết. Đó là cách mà thay đổi mà tại chỗ không cần hiện họ phải lock ha. Vậy là mình đã xong về phần cách tạo lock và chèn lock và bản vẽ ha. Green Academy 한국에서 나온 학원.